Chào mọi người, hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình sứ Bát Tràng, vẽ cảnh là cổ đồ tứ cảnh. Đây là mẫu họa tiết là màu lam, đây là cái màu men lam truyền thống của Bát Tràng. Kích thước của bình là cao 98. Cái vành bụng của sản phẩm này là 137 cm. Vanh bụng là 137. Sẽ quay một vòng cho mọi người tham khảo trước về cái mẫu họa tiết này. Đây là cái sản phẩm này với cái chất liệu là sứ nhé, sứ. Họa tiết thì được vẽ thủ công bằng tay hoàn toàn. Đây là một cái vật phẩm theo phong thủy, đây là một cái vật phẩm chiêu tài tích lộc, mang đến vận may cho gia chủ, cũng như là một cái vật phẩm để chúng ta có thể trang trí, giúp tôn được cái không gian phòng khách và cái không gian của chúng ta lên. Cái vật phẩm này thì thường được trang trí tại phòng khách hoặc là tại phòng thờ, cạnh hai bên ban thờ. Chúng ta có thể thay cặp lục bình bằng cặp bảo bình như thế này. Cái màu sắc và cái độ bóng của sản phẩm này nó sẽ bền như thế này mãi, vĩnh cửu với thời gian. Để tạo ra sản phẩm này thì đầu tiên là phải làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong, nung ở nhiệt độ 1300 độ C để cho ra được cái chất sứ trắng tinh. Mọi người nhìn thấy cái nền sứ này, nó trắng tinh. Với cái nền trắng như thế này thì cái họa tiết của chúng ta màu xanh lam như này nó mới nổi bật được lên trên nhé. Đối với hàng vẽ tay thì với cái hàng sứ trắng là cái loại chất lượng để có thể là đẹp nhất. Sẽ quay một vòng cho mọi người nhìn. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và được báo giá chi tiết nhé. Tất cả những sản phẩm này thường chúng tôi sẽ không báo giá chi tiết ở trên video, bởi vì cái giá có thể nó sẽ thay đổi theo thời gian, mà cái video đăng lên bên trên thì nó ở trên nó rất là lâu, có thể về sau này mọi người mới xem được cái video về cái sản phẩm này thì lúc đó có thể là cái giá của sản phẩm nó sẽ khác rồi. Nếu như quan tâm thì mọi người vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, số điện thoại mình đang để bên trên video. Giờ mình sẽ quan sát chi tiết vào để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về cái sản phẩm này nhé, và nhìn rõ được các cảnh. Tứ cảnh cổ đồ là cái mẫu họa tiết được chế tác hình ảnh những cái món bốn cảnh, bốn cảnh riêng biệt, và bên trong đó là những cái món đồ cổ ngày xưa, ví dụ như là bình hoa này, nghiêng mực này, giấy này, sách này, lông công này, chậu hoa này, hoa quả, đó là những món cổ đồ. Thì để cho cái họa tiết của chúng ta thêm sinh động, các phần họa tiết sẽ được chế tác thêm những cái hình ảnh những cái loại hoa, những cái loại hoa ví dụ như là hoa đào này, hoa cúc này, cây tùng này, hoa mẫu đơn này. Thì đây là một cái cảnh đầu tiên. Ở cảnh này với cái mẫu tứ cảnh như này kết hợp với cả bốn loại hoa biểu tượng của bốn mùa, thì chúng ta có thể mỗi mùa chúng ta bày một cảnh ra. Ví dụ như cảnh này là hình ảnh hoa đào này, và trong cảnh này thì có hình ảnh đây là một cái ống này, một cái ống đựng rất nhiều sách vở này, lông công này, bút này. Đây là một cái chậu hoa đào này, một cái chậu hoa đào này. Đây là những cái ang này, đựng quả này, sách vở này, hoa quả. Tất cả đều được vẽ thủ công bằng tay hết. Trong cái cảnh này lại được vẽ hình ảnh những cái nhỏ nhỏ như này, những chi tiết nhỏ như này. Đấy, tiếp theo sang đến cái cảnh này là hình ảnh hoa sen biểu tượng của mùa hè. Cảnh này có bút này, quạt này, lư trầm này, một giỏ hoa quả này, tiền này, vàng này, một cái chậu hoa sen này. Chậu hoa sen nhé, hoa sen là biểu tượng của mùa hè. Và nếu như quan tâm đến mẫu này, mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này, gửi qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video nhé, để được tư vấn và biết chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Sang đến mẫu cái cảnh này là vẽ hình ảnh hoa mộc lan này và hoa cúc này, hoa mộc lan và hoa cúc này, biểu tượng của mùa thu này. Một cái chậu hoa mộc lan này, đây, ở bên dưới là một chậu hoa cúc nữa.
lư đốt trầm này, sách này, bút này, giấy này, hoa quả này, các đường nét này, tất cả đều là đường nét vẽ tay hết, nét vẽ mềm liền mạch, sắc nét độc đáo, không bị trùng lặp, không bị cứng. Đấy là cái ưu điểm của vẽ tay, và nét vẽ rất là mềm. Cái cảnh này là cảnh cuối, cảnh thứ tư. Cái hình ảnh là cây tùng, cũng là cái cây biểu tượng của mùa đông. Ở trong cảnh này thì có hình ảnh là tranh này, bút này, giấy này, giỏ hoa quả này, lư đốt trầm này, một chậu cây nhỏ này. Trên đây là một cái chậu cây tùng. Để kết hợp giữa cả tứ cảnh, kết hợp cả cổ đồ, kết hợp cả bốn loại cây biểu tượng của bốn mùa để cho cái cảnh của chúng ta trở nên sinh động hơn. Ở bên viền, ở trên viền thì được chế tác hình ảnh những loại hoa như hoa sen này, hoa dây này, được chế tác này, trên cổ để một cái phần trống này để khoe ra cái phần xương sừ trắng. Quay một lần nữa cho mọi người cùng nhìn tham khảo nhé. Quan tâm đến mẫu này vui lòng chụp ảnh lại, gửi qua Zalo số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Đây, quay cận hơn nữa vào để cho mọi người cùng nhìn được rõ hơn từng chi tiết, từng cảnh. Sang mặt hoa đào này. Để họa tiết đường nét mềm này, sắc nét rất là thoáng nhé, không bị quá dày, không quá rối. Hoa sen này. Cảnh cuối cùng. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cái tác phẩm, nó chính là một chiếc bảo bình tứ cảnh cổ đồ. Nếu như mà xem xong video thấy video của mình hay và ý nghĩa, rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.